Yuri SNSD thu hút mọi ánh nhìn với cặp đôi mật ong tại sân bay. Sáng sớm hôm nay ngày 26 tháng 5, ngọc trai đen của SNSD Yuri đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, đáp chuyến đi New Caledonia. Được biết, lần xuất ngoại một mình này của Yuri là để ghi hình cho chương trình thực tế Law of the Jungle của đài SBS. Như thường lệ, cô nàng luôn lựa chọn phong cách thời trang sân bay đơn giản nhưng năng động, khỏe khoắn nhằm khoe vẻ ngoài hoàn hảo và cặp đùi mật ong không tì vết của mình. Xuất hiện ở sân bay từ sáng sớm tinh mơ, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt của thành viên SNSD. Cộng đồng cư dân mạng luôn dành lời khen hết mực cho cặp đùi mật ong này. Tỷ lệ cơ thể cân đối đến mức hoàn hảo của Yuri là tiêu điểm của báo chí Hàn Quốc sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.